Namaste. Bài tập yoga cho người bận rộn ngày hôm nay sẽ giúp bạn kéo dài để giảm đau lưng và săn chắc vùng hông, giúp bạn cảm nhận sự linh hoạt và cân bằng. Nào, bây giờ chúng ta trở về thảm và luyện tập nha. Hai tay bạn đặt lên gối, từ đây bạn nhấn vai trái qua bên phải như thế này. Đó, hít vào thì bạn nâng lên và thở ra thì bạn nhấn xuống đổi bên. Đó, rất là giãn. Hít sâu thì trở lại và thở ra tiếp tục đổi bên. Duỗi dài lưng của bạn ra, rút rốn vào. Rồi, hít vào thì trở lại và thở ra đổi bên. Liên tục nào. Hít thật sâu, nâng lên và thở ra nào. Tiếp tục hít vào trở lại và thở ra đổi bên một lần cuối. Rồi, từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra bạn duỗi dài chân phải sang ngang, co gối trái lại, hai tay sang ngang. Hít vào bạn vươn cánh tay cao lên, hạ tay phải xuống chất trước cái chân trái này. Thở ra bạn vươn cánh tay trái áp tay, đạp cái gót chân phải ra. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng vai, lưng và eo lườn trái. Rồi mắt bạn có thể hướng nhìn xuống cùi chỏ tay phải để cảm nhận vùng cổ được kéo giãn. Từ đây xoay cánh tay trái, hít vào bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra bạn thả lỏng hai tay và đổi chân, duỗi gối trái, co gối phải. Hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay lên, hạ tay trái xuống trước cái chân phải, hạ mềm cùi chỏ ha. Thở ra bạn vươn dài cánh tay phải áp tay, rồi đạp gót chân trái ra, cảm nhận eo lườn phải đang được giãn. Từ đây xoay cảm hướng xuống vai trái, quan sát sự căng giãn vùng cổ bên phải. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, từ từ bạn xoay cánh tay phải, nâng thân người lên và thở ra, bạn tách hai chân ra như thế này. Hai tay đưa ra phía sau, hướng các ngón tay về phía trước. Hít vào bạn đẩy ngực, thở ra bạn đổ hai gối sang bên trái. Hít vào về giữa và thở ra hai gối sang bên phải. Rồi hít sâu trở về giữa và thở ra đổi bên. Rất là dễ chịu vùng hông, vùng lưng. Nhẹ nhàng hít vào trở về và thở ra đổi bên. Rồi từ đây nhẹ nhàng hít thật sâu, bạn thu thân người trở về. Hai tay của bạn đưa về phía trước, hai bàn chân áp sát vào nhau, đan tay vào nhau, ôm bàn chân kéo về gần khớp háng. Hít vào bạn duỗi ngực lên, duỗi dài các đốt sống. Thở ra bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm, mềm vai xuống, hết cằm thu về cổ. Quan sát toàn bộ vùng hông, vùng lưng đang được duỗi dài ra. Toàn bộ vùng hông và khung chậu cũng được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, duỗi ngực về phía trước, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra bạn tách hai chân. Rồi hai tay chống về phía trước, hai chân bước dài ra phía sau. Chúng ta trở về trong tư thế V ngực. Từ đây nhẹ nhàng đi bộ tại chỗ, hạ mềm từng khớp chân xuống thảm, quận xương cụt hướng lên bầu trời để duỗi dài các đốt sống và toàn bộ mặt sau thân người. Đặc biệt hạ gót chân xuống, bạn quận xương cụt lên bầu trời để giãn vùng lưng, giãn dài toàn bộ cơ thể, kéo dài toàn bộ cơ thể để giảm đau lưng. Và bạn cảm nhận sâu khi nhấn vai xuống để giãn thêm vùng lưng, vùng vai. Rất là dễ chịu. Và sau một vài nhịp đi bộ như thế này, hít vào bạn lướt chân trái lên, bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái, hạ mềm gối phải xuống thảm, duỗi chân phải, hai tay nâng lên, đặt lên đùi trái. Hít vào bạn đẩy ngực, nâng thân người lên, duỗi ngực về phía trước, mềm hai vai và cùi chỏ tay xuống, chìm sâu khớp háng. Thở ra bạn thả mềm cơ thể, quan sát sự căng giãn vùng hông và lưng. Từ đây hít vào hơi nâng hông lên, thở ra hạ mềm xuống. Đúng rồi. Rồi một lần nữa hít vào nâng lên và thở ra hạ mềm xuống cho ra. Từ đây hạ tay phải của bạn xuống thảm, đặt tay trái trên gối trái. Hít thật sâu, bạn mở chân trái sang bên trái,
mở cằm, xoay cằm hướng vai trái, chìm sâu khớp háng phải. Thở ra chìm hông phải xuống, quan sát vùng lưng đang được giãn ra. Từ đây, hít vào thu chân trái trở về. Thở ra chúng ta co gối phải lên. Rồi từ đây, đưa tay trái nắm lấy cạnh ngoài chân phải. Có thể chống các ngón tay lên hoặc hạ mềm xuống, kéo chân trái của bạn hướng về, kéo chân phải về, cảm nhận cơ đùi trước chân phải được kéo giãn ra. Rồi nhẹ nhàng hít vào, hạ mềm chân phải xuống thảm, thở ra chống ức bàn chân phải lên. Sau đó bạn co gối trái, hạ mềm khớp háng xuống thảm, duỗi mềm chân phải xuống, thở hết ra duỗi dài cơ thể ra như thế này. Chim trượt dài cánh tay, hạ mềm hông, lưng, vai hướng xuống thẳm. Quan sát toàn bộ vùng hông, vùng mông sâu bên trái, vùng căng mạc đùi chân trái và vùng lưng dưới, lưng giữa đang được giãn mềm và duỗi dài cơ thể ra. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng thở hết ra. Từ đây, bạn nâng thân người trở lại, hít vào bạn thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, nâng thân người lên. Thở ra bước chân phải về phía trước, bước qua cạnh ngoài chân trái, rồi hít vào một hơi thật sâu, dựng cái đầu gối phải lên như này. Vươn hai tay lên cao qua đầu, xoay người qua bên phải, thở ra, đưa tay phải ra phía sau, đẩy thẳng lưng lên, mềm vai phải xuống. Quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông đang được kéo giãn ra. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm qua bên trái. Mềm mại thở ra, xoay cằm qua bên phải. Rồi từ đây, hít vào, xoay thân người trở về, vươn hai cánh tay cao qua đầu, hạ hai tay trở về thảm, thở ra bạn thu chân phải ra phía sau, tiếp tục chống hai bàn tay, nâng gối, bước chân dài ra phía sau, đẩy mông hướng lên bầu trời cho lan. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức về chân bên phải, từ từ hít vào lớp chân phải nâng lên. Hạ chân phải về cạnh trong bàn tay phải, thở ra bạn hạ gối trái xuống thảm, duỗi mềm chân bên trái. Từ đây hít thật sâu, bạn nâng ngực, nâng thân người, hai tay đặt lên đùi phải. Thở ra bạn hạ mềm khớp háng trái, duỗi ngực về phía trước, nâng ngực lên, nâng cằm lên. Rồi cảm nhận sự căng giãn toàn bộ vùng hông, vùng lưng và cơ gập hông chân trái. Nhẹ nhàng hạ tay trái xuống thảm, tay phải đặt lên gối phải, hít vào bạn mở gối phải sang phải, hạ chìm khớp háng trái cho ra, thở ra chìm sâu hơn nữa. Ôi, rất là dễ chịu. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thu chân phải trở về thảm, thở ra co gối chân trái, đưa tay phải ra phía cạnh ngoài chân trái, kéo gối trái hướng về ngực. Quan sát cơ đùi trước của chân trái đang được giãn ra. Rồi từ đây hạ chân trái xuống thảm, thu tay phải trở về, chống ức bàn chân trái, hít vào nâng gối trái lên, duỗi hông, thở ra nhấc chân phải, hạ mềm gối phải xuống thảm, rồi duỗi mềm mũi chân trái ra, có thể lùi xuống ha. Sau đó duỗi dài cơ thể, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng hông, vùng mông sâu bên phải, cơ căng mạc đùi chân phải đang được giãn ra. Bạn nhận, cảm nhận toàn bộ thân người đang được giãn dài trong sự thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, nâng thân người trở lại. Thở ra bạn bước chân trái về phía trước, đưa qua cạnh ngoài đùi phải, đẩy thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu. Xoay người qua bên trái, đưa tay phải ôm vào gối trái, thở ra đưa tay trái ra phía sau,
đẩy lưng thẳng lên, thở hết ra bạn hạ mềm bàn tay trái xuống, hạ mềm vai trái. Từ từ hít vào xoay cằm qua bên phải. Và thở ra xoay cằm qua bên trái. Chậm rãi hít thật sâu, bạn xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Và thở ra bạn thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Từ đây bạn có thể mở rộng hai chân sang hai bên như thế này. Hai tay của bạn đưa dài về phía trước, hạ mềm hai cùi chỏ tay hướng xuống thẳng. Rồi duỗi dài hông lưng của bạn ra, mềm vai xuống, hạ ngực, duỗi dài ngực ra, nhúc nhích nhẹ hai bên hông. Từ đây hạ chìm lưng xuống, từ từ đổ người qua trái, qua phải, các bạn thấy chịu không? Qua trái, qua phải, cảm nhận vùng hông, vùng lưng dưới, cảm nhận sự linh hoạt, săn chắc và cân bằng. Tiếp tục di chuyển và cảm nhận sự căng giãn. Sau một vài nhịp thật chậm, hít vào, bạn nâng thân người trở lại, chống bàn tay vươn lên, thu hai chân trở về. Thở ra, chúng ta cùng hạ lưng xuống thẳm. Từ đây bạn nhẹ nhàng duỗi gối chân trái, hít thật sâu, bạn co gối phải lên, đưa hai tay nắm lấy bàn chân phải hoặc cổ chân tùy theo khả năng của bạn. Hồi mềm gối phải xuống, thở ra chúng ta kéo gối phải xuống mềm sâu hơn nữa. Rồi hít vào thì bạn đạp chân lên, thở ra bạn kéo chân xuống, sau đó bắt chéo chân qua bên trái, hạ mềm bàn chân xuống qua đầu gối trái như thế này. Rồi sau đó đẩy gối phải ra phía sau, mở rộng hai tay sang hai bên, ngửa bàn tay, thở hết ra, từ từ bạn xoay người qua bên trái, úp hông phải xuống, đưa hông trái ra phía sau, thả mềm cơ thể, thả lỏng các đốt sống, quan sát sự căng giãn, hít thở điều hòa. Sau một vài nhịp, từ đây nhẹ nhàng hít thật sâu, bạn thu chân phải trở về thảm, thở ra duỗi gối chân phải, co gối trái lại, hai tay của bạn đan vào nhau hoặc tách hai tay sang hai bên, nắm cạnh trong và cạnh ngoài chân trái, nhấc lưng duỗi dài, hép cằm thu về cổ, hít vào thật sâu, chân trái hướng lên, và thở ra bạn kéo chân trái hướng xuống, gối hướng xuống, hép cằm thu về cổ ha. Một lần nữa, hít vào nới lỏng và thở ra co gối kéo bàn chân trái xuống, đúng rồi, khép cằm lại. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào bước chân phải, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, thở ra xoay người qua bên phải, nâng hông đưa ra phía sau, đưa hai tay sang ngang, thở hết ra xoay cằm qua vai trái, thả mềm hông, lưng xuống, thả lỏng cơ thể. Hít thở điều hòa, cảm nhận sự thư giãn, kéo dài cơ thể ra. Cảm nhận vùng hông, vùng lưng đang được thư giãn và thả lỏng, phục hồi. Sau một vài nhịp thở, từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn thu chân trái trở về thẳng, rồi co hai gối của bạn lại, thở ra bạn đưa hai tay nắm cạnh ngoài hai bàn chân, rồi thở hết ra kéo hai chân xuống, đạp bàn chân lên, hết cằm thu về cổ, bạn lăn người qua trái và qua phải, massage cho vùng lưng, vùng hông, cảm nhận sự thư giãn, thả lỏng, cảm nhận vùng khớp háng cũng được giãn ra, rất là dễ chịu. Sau một vài nhịp, chúng ta trở về thảm. Từ đây, bạn có thể duỗi gối hai chân ra, hạ mềm xuống thảm, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm, hai tay buông xuôi theo thân, kéo dài cơ thể, thả mềm cơ thể xuống, thả lỏng và buông xuôi toàn bộ các cơ, thả mềm các cơ. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường.
sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự kéo dài toàn bộ cơ thể để căng giãn toàn thân và điều trị đau lưng để giúp cho hông của bạn trở nên săn chắc, linh hoạt và cân bằng. Cơ thể của bạn thật nhẹ, cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng bạn khẽ mở đôi mắt, rồi sau đó nở một nụ cười cho chính mình và thu hai gối lại. Nghiêng người của bạn sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi thoải mái nhất. Hai tay của bạn chắp lại phía trước ngực, rồi từ từ hạ mềm xuống, thẳng lưng, cúi đầu xuống hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Chúc mừng bạn đã luyện tập xong một bài tập tuyệt vời. Hãy nhớ nhấn vào nút like để đánh dấu bạn đã luyện tập và đã xem video này. Để lại những comment tuyệt vời nhất để ghi dấu lại những cảm xúc tuyệt vời của bạn. Đăng ký kênh để luyện tập cùng Tuệ Giang mỗi ngày. Và hãy nhớ chia sẻ tới những người thân, những người bạn bè của bạn để giúp họ cũng có sức khỏe giống như bạn. Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.